Sau khi mà các anh chị đã có từng cái kế hoạch, từng bước rồi, cái chiến lược, chiến thuật, cái hành trình, từng bước như thế nào, ví dụ như mình biết được rằng là bây giờ mình phải làm như thế nào và trong vòng bao nhiêu lâu thì mình đạt được cuộc sống tự do tài chính, mình đạt được cái cuộc sống là gì, tạo ra được cái mức thu nhập thụ động là bao nhiêu thì mình tự do tài chính đấy. Mình biết được cái hành trình của mình đi như thế và mình xây dựng như thế nào để mình tạo được cái thu nhập thụ động, cái công việc kinh doanh, hoặc là mình rèn như thế nào trong một bao lâu mình có được cái body đẹp đấy. Thì khi mà mình đã biết được cái điều đó rồi thì sao, thì mình phải xác định cho mình một cái mốc thời gian. Ví dụ như các anh chị nói rằng là bây giờ tôi rèn luyện xây dựng công việc kinh doanh, rèn luyện trong nhóm rèn doanh nhân cho bá vàng đi, tôi bắt đầu xây dựng công việc kinh doanh, tôi bắt đầu học kinh doanh và xây dựng công việc kinh doanh cho mình, giả sử thì từ bây giờ cho đến cuối năm, từ bây giờ đến cuối năm nay thì tháng 12 năm 2024 này nè, thì tôi phải làm sao mà tôi phải tạo được cái lợi nhuận trong công việc kinh doanh của tôi là bao nhiêu tiền một tháng đấy. Tức là mình phải có một cái mốc thời gian như thế, mốc thời gian là từ bây giờ đến 6 tháng nữa là mình phải đạt được cái level đấy, thì đó là gọi, người ta gọi là anh chị phải có một cái mốc thời gian cho mình. Chứ bây giờ nếu mà mình cứ nói là thôi cứ học đi, khi nào giỏi thì tính sau, cứ học đi, khi nào cứ làm đại tới đi, khi nào nó ra tiền thì nó ra, không được. Mà mình phải có một cái mốc thời gian đấy. Hoặc là khi mà các anh chị biết được cái công thức chăm sóc sức khỏe chủ động rồi, các anh chị biết làm sao để cho mình có một cái body đẹp rồi, thì bây giờ mình đặt cái câu hỏi là từ bây giờ đến cuối năm nè, mình ráp cái công thức chăm sóc sức khỏe đó vô người của mình, thì bây giờ đến cuối năm cái thể lực của mình là nó như thế nào, mình sẽ chạy được bao nhiêu bậc cầu thang, mình sẽ chạy được bao nhiêu cái ngọn núi, hoặc là mình chạy được bao nhiêu km, giả sử cái thể lực của mình đấy, hoặc là mình có cái vòng 1 như thế nào, vòng 2 như thế nào, vòng 3 như thế nào, để mình đến cuối năm, hoặc là từ bây giờ cho đến cuối năm, rồi từ cái cuối năm nay cho đến một năm sau thì mình sẽ có cái gì đấy. Người ta gọi là mình phải có một cái mốc thời gian, mình phải đặt cho mình cái mốc thời gian, từng cái mốc thời gian như thế, được không các anh chị? Đấy. Và sau khi các anh chị đã có công thức rồi, phải có cái quy trình thành công rồi, thì các anh chị phải ráp nó vô, đúng không ạ? Và anh chị phải đặt mục tiêu là mình ráp trong vòng bao lâu thành công. Ví dụ như bây giờ cho các anh chị một cái công thức nấu món thịt kho, các anh chị đem về anh chị tập nấu, thì các anh chị phải đặt câu hỏi rằng là mình nấu cái món khi nào mà nấu ngon được, khi nào thì mình nấu nó ngon được, mình luyện đến khi nào mà nấu nó ngon được. Ví dụ mình nói rằng là 3 ngày nữa mình phải nấu cho nó ngon, thì trong 3 ngày đó các anh chị sẽ tập trung anh chị tập nấu, anh chị tập nấu đến khi nào nó ngon, đúng không nè? Còn nếu như mà anh chị nói rằng là thôi mình cứ nấu đi, khi nào nó ngon thì nó ngon, mà nó không ngon thì thôi, thì mình nó không ngon thì mình nấu tiếp đấy. Thì các anh chị cứ nấu hoài một năm nữa các anh chị vẫn chưa nấu nó ngon được. Và hôm nay các anh chị làm, cái bữa sau các anh chị nghỉ, cái là bữa kia anh chị làm, anh chị nghỉ đấy. Thì xây dựng cho mình công việc kinh doanh hoặc là chinh phục cái mục tiêu của mình nó cũng vậy, các anh chị phải đưa ra cái mốc thời gian, và cái mốc thời gian mà nó càng ngắn thì chúng ta càng tập trung, mà cái mốc thời gian mà nó càng dài thì chúng ta sẽ càng hời hợt. Các anh chị có nghe rõ điều chia sẻ không ạ? Anh chị có nghe rõ điều chia sẻ không các anh chị ơi? Ví dụ như các anh chị đặt cái mục tiêu, giả sử như có một số anh chị nói rằng là tôi sẽ học kinh doanh, rèn luyện công việc kinh doanh để tôi tạo ra cái mức lợi nhuận này trong vòng 3 tháng nữa. 3 tháng nữa là tôi phải chinh phục, tôi phải nắm được cái hành trình kinh doanh thành công, hoặc là xây dựng cuộc sống tự do tài chính thành công trong một 3 tháng nữa là tôi phải thuộc công thức, tôi phải nắm được công thức, tôi phải làm được. Thì nó khác, thì cái khả năng tập trung của các anh chị nó khác. Nhưng mà các anh chị đưa ra cái mốc thời gian là thôi, mình yếu lắm, mình tệ lắm, mình học còn chưa dễ, chưa nhanh, nên là thôi mình nghĩ là mình nên đặt mục tiêu một năm nữa đi ha, mình để một năm nữa đi, thôi thì mình cứ tèn tèn đây rồi mình cứ cứ học rồi một năm nữa rồi mình làm được cái gì đó mình làm. Thế là anh chị đặt mục tiêu như thế thì anh chị để cái mốc thời gian nó dài ra thì sao, thì mình từ từ, mình cứ từ từ, mình cứ tèn tèn, mình cứ tè tè ra, anh chị vô mà đấy. Và bên trong các anh chị nó có một con người phi thường bên trong nữa đó, một mình các anh chị không phải là một mình các anh chị học, các anh chị làm đâu. Khi các anh chị rèn luyện trong môi trường anh chị hiểu rồi, đúng không ạ? Bên trong các anh chị có con người phi thường bên trong. Mỗi lần các anh chị đặt cho nó một cái mốc thời gian, ví dụ như anh chị giao việc cho nhân viên, các anh chị nói là làm cho anh cái hồ sơ này nhé, khi nào em xong được một tháng nữa xong nha, thì con nhỏ nhân viên nó về nhà nó chơi trong vòng 25 ngày, 5 ngày cuối cùng nó sẽ làm cho các anh chị, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị xác định được là cái bản hồ sơ này đó, cái đứa nhân viên của mình chỉ cần nó tập trung trong vòng 5 ngày là nó làm được thôi, thì các anh chị sẽ giao cho nó là gì, đem cái bản hồ sơ này về 5 ngày nữa hoàn thành báo cáo cho anh nha, là 5 ngày nó có cho các anh chị, nó về nó công đích là nó làm trong một 5 ngày nó nào cho các anh chị. Các anh chị hình dung được không ạ? Và bên trong con người, bên trong anh chị có một con người phi thường, anh chị giao việc cho nó, anh chị phải giao cho nó phù hợp, cho nó hợp lý, nó phù hợp, nó hợp lý. Thế thì có thể là mình giao cho nó là trong vòng 30 ngày là phải chinh phục được cái này, trong vòng 30 ngày là phải giỏi cái này nha, trong vòng 30 ngày là phải nắm được công thức, phải làm cho ra được bao nhiêu tiền lợi nhuận. Thế là cái con nhỏ bên trong á, nó mới kích hoạt cho các anh chị đẩy nhanh tiến độ. Chứ còn anh chị mà cứ nói thôi một năm nữa đi, cứ tèn tèn rồi cứ một năm nữa, thì một năm nữa anh trâu qua nó cũng vậy,
anh chị cứ rê rề, cứ kề rề rề hoài, một năm nữa nó nhanh lắm nó cũng trôi qua. Các chị hiểu chưa ạ? Anh đang là đặt mục tiêu á, là các anh chị nên là gì ạ, cho nó ngắn gọn lại ha, để mình tranh thủ mình tập trung, chứ đừng có kéo dài nó quá. Những cái mục tiêu nào mình chinh phục được trong một tháng thì mình chinh phục luôn, mục tiêu nào mà mình đặt mình chinh phục được trong 6 tháng thì mình đặt luôn, không có để quá dài nữa mà.